Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sàn giao dịch việc làm được tổ chức hơn 10 năm qua đã kết nối cung cầu lao động, tuy nhiên giữa các địa phương hoạt động chưa đồng đều. Đó là nhận định được đưa ra tại tọa đàm phát triển sàn giao dịch việc làm do Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị đồng tổ chức ngày 12 tháng 8. Đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm các địa phương chỉ ra, sàn mới chỉ là nơi giao dịch việc làm lao động phổ thông, còn lao động cấp trung và cao hoàn toàn không qua kênh này. Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình thông tin, hiện cả nước có 51,2 triệu lao động, trong đó tỷ lệ thất nghiệp hơn 297.000 người, giãn việc, mất việc hơn nửa triệu người. Hiện một số ngành tăng nhu cầu tuyển dụng gồm điện tử, chế biến thực phẩm. Trái lại, các ngành nghề khác như gỗ, may mặc lại sụt giảm việc làm do thiếu đơn hàng. Ông Bình cho hay, các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đô thị phát triển thị trường việc làm sôi động, trong khi đó các tỉnh miền núi sàn giao dịch việc làm chưa hiệu quả do cung cầu lao động thấp. Ông Bình thông tin thêm, hiện Cục Việc làm đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch việc làm kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Hệ thống cơ sở dữ liệu này kết nối 63 trung tâm dịch vụ việc làm cả nước, sau khi hoàn thiện sẽ kết nối giao dịch việc làm liên thông toàn quốc. Đánh giá về nguồn nhân lực và cung cầu lao động, ông Đỗ Đức Chí, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực Nhân Kiệt phân tích, đang diễn ra sự đứt gãy thị trường lao động cục bộ khi đại dịch bùng phát, cộng hưởng với làn sóng cắt giảm lao động, từ đây đã tạo ra làn sóng chuyển dịch lao động từ các trung tâm khu công nghiệp tỉnh, thành phố về các địa phương. Sự dịch chuyển này đã tạo ra sự thiếu hụt nghiêm trọng trong các nhà máy, khu công nghiệp, thành phố lớn. Đồng thời, quá trình thất nghiệp cục bộ diễn ra bất lợi, khó kết nối cung cầu lao động. Ông Chí đánh giá, mặc dù người lao động thiếu việc làm nhưng lại có xu hướng chọn nơi làm việc gần nhà. Một bộ phận lao động đã về quê không quay trở lại làm việc cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường lao động khan hiếm, dẫn tới doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau để tuyển dụng. Từ đó, ông Chí cho rằng sàn giao dịch việc làm quốc gia là môi trường trung gian để doanh nghiệp và người lao động gặp nhau. Đặc biệt, sàn giao dịch việc làm quốc gia là nơi đảm bảo được tính an toàn, bảo mật thông tin, sự minh bạch của doanh nghiệp cũng như người lao động. Sàn giao dịch việc làm quốc gia cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được thông tin dữ liệu của người lao động, nhu cầu của thị trường, từ đó đưa ra các chính sách hỗ trợ cho người dân cũng như doanh nghiệp, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Ông Chí chia sẻ, ông Trịnh Đức Tại, Giám đốc Sở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, sàn giao dịch việc làm tỉnh Bình Dương đã cơ bản bao phủ toàn tỉnh, kết nối cả nước và đang được cải tiến hoàn thiện về chiều sâu để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội. Ông Tại cũng cho hay, người lao động tại các tỉnh dễ dàng thay đổi quyết định do không muốn làm việc ở tỉnh xa, vì vậy cần có những chế độ thu hút phù hợp. Sàn giao dịch việc làm online trên cả nước hiện chưa được kết nối đồng bộ, thông suốt do chưa có phần mềm chung. Chỉ một số tỉnh tự liên hệ kết nối với nhau, do đó số lượng doanh nghiệp Bình Dương tham gia tuyển dụng chỉ kết nối được lao động ở một số tỉnh nhất định. Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng tiếp tục kéo sang quý 2, khiến hàng nghìn lao động mất việc. Trong đó, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có số người mất việc nhiều nhất cả nước. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề thiếu đơn hàng diễn ra từ quý 4 2022 và tiếp tục kéo dài sang quý 2, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Thực trạng đơn hàng giảm đã tác động đến lao động trong khu vực công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may, ngành chế biến gỗ và ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Số lao động ở các ngành này trong quý 2 2023 đều giảm so với quý trước, lần lượt là 142.500 người, 16.900 người và 30.200 người, cơ quan thống kê cho biết. Theo đó, số người thiếu việc làm trong quý 2 khoảng 940.700 người, tăng 54.900 người so với quý trước và tăng 58.900 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có tỷ trọng thiếu việc làm cao nhất với 42,2%, tương đương 397.100 người. Số lao động bị mất việc trong quý 2 là 217.800 người, trong đó tập trung chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, chế biến gỗ, chiếm tỷ trọng lần lượt là 16,8%, 14,1%, 14,8% và 6,1%. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 2 năm nay khoảng 241.500 người, giảm 52.500 người so với quý trước. Số này chủ yếu là lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung ở ngành da giày và dệt may. Một số địa phương có lao động nghỉ giãn việc như sau: Bắc Giang 9.300 người, Bình Dương 9.800 người, Quảng Ngãi 10.300 người, Tiền Giang 11.900 người, Bình Phước 17.000 người, Ninh Bình 19.800 người, Thanh Hóa 98.300 người.
trong đó lao động mất việc chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Bình Dương khoảng 83.200 người, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30.400 người, Bắc Ninh khoảng 10.700 người, Bắc Giang khoảng 9.300 người. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 là 3,71%, tăng so với quý trước, trong khi ở Hà Nội, tỷ lệ này là 1,23%, giảm so với quý trước. Theo cơ quan thống kê, quý 2, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng một tháng, giảm 79.000 đồng so với quý 1 và tăng 355.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,37 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ, 8 triệu đồng so với 5,8 triệu đồng. Thu nhập của lao động quý 2 thường giảm so với quý 1 do các khoản thu nhập phụ trội bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả chủ yếu trong quý 1. Tổng cục thống kê lý giải, so với cùng kỳ năm 2022, đời sống của người lao động quý này được cải thiện chậm hơn. Mặc dù thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, tốc độ tăng thu nhập giảm gần một nửa so với tốc độ tăng của quý 2 năm 2022. Cụ thể, tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động quý 2 so với cùng kỳ năm 2022 là 5,4%, trong khi tốc độ thu nhập bình quân của quý 2 2022 so với cùng kỳ năm 2021 là 8,9%. Đời sống của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ được cải thiện chậm nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội. Quý 2, thu nhập bình quân của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ là 8,6 triệu đồng, chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022, tăng thấp nhất so với các vùng còn lại, và cũng là vùng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân giảm mạnh nhất, cơ quan thống kê đánh giá. Đáng chú ý, thu nhập của người lao động trong ngành hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm. Với mức thu nhập bình quân là 10,5 triệu đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2022 tăng 3,1% so với quý 2 2021. Tình hình lao động việc làm quý 2 có xu hướng tăng, nhưng thị trường lao động việc làm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất, đời sống của hộ dân cư trong 6 tháng đầu năm được cải thiện. Tổng cục thống kê đánh giá, lao động có việc làm quý 2 tăng 691.400 người so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp là 2,3%. Tính chung 6 tháng đầu năm, lao động có việc làm tăng 902.000 người so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp là 2,27%, giảm 0,12 điểm phần trăm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.